bắp luôn, bắp luôn. Cái này có phải ở quê mình có trao không nhỉ? Có. Có à? Đấy là, đấy lại làm củ khoai môn nữa là ok. Có. Trao bông mai. Người ta nhìn đấy, người ta la cho. Cái này bao nhiêu tiền một đôi vậy? Rẻ nhỉ? Vậy thì quá rẻ. Chị bên trao có gì? Chị không thích ăn mấy loại nó hơi nóng. Chị nấu không ngon mà người ta phải có nước cốt dừa vào kia cơ. Ê, họ cho nước cốt dừa béo ngon cực kỳ luôn. Hôm đấy ông chồng bà Huyền nấu ấy tuyệt vời. Cho đi đuổi theo rồi không nha. Các bạn 4.000 xuống 3 nha. 2.000 xuống 3 tức thật nha. Bạn chưa làm nhé là bỏ là 1.